Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, trở lại thông tin hôm nay Mình xin cập nhật và chia sẻ những vấn đề liên quan đến những diễn biến mới Và tình tiết của vụ án tỉnh Thất Bồng Lai à, Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì đến thời điểm này Chúng ta cũng đã thấy rằng à, Sau một thời gian điều tra thì cơ quan chức năng Cũng đã phán quyết và kết tội cho những người trong tỉnh Thất Bồng Lai Với một bản án là 23 năm 6 tháng tù Cho 6 con người tại tỉnh Thất Bồng Lai và tất cả những diễn biến tiếp theo của phiên tòa phúc thẩm sắp tới và những diễn biến của cái tiến trình điều tra của cơ quan chức năng sau phiên tòa sơ thẩm vừa qua thì chúng ta vẫn chờ kết luận và kết quả cơ quan của cơ quan chức năng trong những diễn biến tiếp theo và liên quan đến việc này thì một bản án rất là khắc kha cho những người trong tỉnh thất bồng lai thì đã khiến dư luận cộng đồng mạng và nhiều người bất bình cũng đã lên tiếng phản ánh về vấn đề này và hôm nay thì qua một bài viết của tác giả là một luật sư Trịnh Vĩnh Phúc và tác giả La Kim cũng đã phối hợp và cho ra một tác phẩm, một bài viết cũng rất là thú vị liên quan đến những cáo buộc của ông Thích Nhật Từ đối với những người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Từ những nhận chứng, những bằng chứng mà ông được cho rằng những sự vi phạm của những người trong tỉnh Thất Bồng Lai qua trích xuất tất cả các cái đoạn video mà được cho rằng những tác phẩm nghệ thuật mà những người trong tỉnh Thất Bồng Lai tạo ra nhằm để giải trí để um, tạo tiếng cười và tạo những cái uh, niềm tin cho cuộc sống đối với con người chúng ta thì ông thích đặc từ lại trích dẫn những nội dung trong những cái vở diễn và những tác phẩm nghệ thuật này ra để làm cái đề tài để tố cáo những người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Thực ra chúng ta cũng cảm thấy sau cái bản uh, cáo trạng thì chúng ta thấy rằng với những cái bản luận tội rất là vô lý và khôi hài như vậy mà để kết tội cho những con người trong tỉnh thất bồng lai đối với vị một vị phó viện trưởng viện phật học việt nam à, một sự sân si hết sức là khó hiểu nhưng chúng ta cũng dù sao đi chăng nữa cũng vẫn biết rằng những con người trong tỉnh thất bồng lai đã chấp nhận cái giá thế mà họ đã vi phạm khi đã bị kết tội một cách vô cớ như thế này và qua bài viết này thì mình xin cập nhật thông tin uh, chi tiết từng uh, lời trong cái bài viết này qua hai tác giả này. Thưa quý vị và các bạn, nội dung của bài viết viết rất rõ. Có lẽ từ ngày xưa ngày xưa khi mà các chế độ phong kiến thối nát và các nhà cầm quyền cùng cai trị vừa độc tài vừa biến thái người trị ở khắp nơi. Thì đặc biệt là những bộ phim cổ trang được miêu tả về tất cả các diễn biến của sự thật về những đám vua chúa hay xử những vụ án quá dị với các hành vi phạm tội mà chúng ta có thể cho rằng là cười ra nước mắt à, về một bức tranh một tiệc tác chỉ cần một chấm một điểm được gọi là phạm quý thì cũng sẽ đem ra xử theo luật pháp của ngày xưa một bài văn một bài thơ cũng lỡ vi phạm vài điều cấm kỵ thì có thể bị uh, xử theo đúng theo cái quy định pháp luật của thời phong kiến ngày xưa và cái cực kỳ phi lý ở chỗ là điểm phạm quý hay những từ cấm kỵ đó chỉ là sự vô tình thậm chí là hoàn toàn vô hại hay có khi là lẽ phải là chân lý hiển nhiên nhưng với sự cắt cúp khoanh vùng để diễn giải sự bệnh hoạn của những tư duy quái thai kia nó lại là trọng tội và mặc nhiên tác giả đã chết mà không biết tại sao mình lại chết À, tích dẫn tất cả những diễn giải trong bài viết này Và cũng chỉ là những giai thoại Quả một thời kỳ mông muội đó mà thôi Tuy nhiên không ai ngờ Trong cái thời đại thế giới 4.0 hiện đại như thế này Khi mà nhân loại có thể chinh phục được vũ trụ Và bay đến những hành tinh xa xôi Và trí tệ của nhân loại phát triển thành siêu việt à, Chuyện quái gở đó lại xuất hiện Trong một câu chuyện, một đoạn văn Hay một bài thuyết trình mà người ta lại có thể trích ngắn hay cắt xén một câu hoặc một vài từ để được cho là phạm quy và là điều cấm kỵ để xử tội một nhóm người. À, điển hình là câu chuyện nói về à, những người trong tỉnh thất bồng lai qua cái câu chuyện à, được à, lượt trích qua cái bài viết hôm nay. À, điển hình là trong vụ à, thuyền am hay là tình thất à, bồng lai thì ông Trần Ngọc Thảo với với vai trò là một cá nhân kim vai trò là một đại diện của Đức Phật đã tố cáo một nhóm người ở Thiền Am, trong đó cụ Lê Tùng Văn được cho là lãnh đạo một kênh Youtube Năm Chú Tiểu có lượng đăng ký gấp đôi kênh của ông là đã gắn vào miệng Phật xúc phạm Đức Phật xuyên tạc giáo lý và nhân quả của Phật giáo và xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp qua việc dài công nghiên cứu và cắt trích những từ như đạo pháp chỉ khuyên người ta đừng làm ác Nhưng khi người ta làm ác thì không có cái luật nào để trị tội người làm ác đó Hay trong tâm hai ngày đừng suy nghĩ đây là tôn giáo, đây là luật pháp Bỏ cái tôn giáo, bỏ cái luật pháp qua một bên đi Trong một tiểu phẩm hài có độ dài hơn một tiếng đồng hồ và một ngữ cảnh có độ dài gần 3 phút nói về việc mọi người cần tuân thủ pháp luật mà ngữ cảnh đó đề cập qua lời kể của cụ Lê Tùng Vân. Thưa quý vị và các bạn, tất cả những nội dung mà ông Thích Nhật Từ này trích qua tất cả các cái tiểu phẩm mà trong cái kênh của năm chú tiểu dàn dựng lên để làm một tác phẩm nghệ thuật để giải trí, để giáo dục sự đời, à, để lưu lại tất cả những kỷ niệm. Nhưng ông Thích Nhật Từ này lại lấy những nội dung trong các tác phẩm qua những cái phát ngôn, những câu từ được diễn giải được cho là diễn giải trong một cái tác phẩm nghệ thuật như vậy, ông làm cái nền tảng để tố cáo những người trong tình thất bồng lai. Việc ông có thể cho rằng là cái sự sân si của ông, ganh tị của ông đối với cái kênh của năm chú tiểu một lượt xem, lượt người đăng ký và tham gia để subscribe rất là lớn so với cái kênh của ông. Mà Trần Ngọc Thảo này thì chúng ta thấy rằng à, chắc chắn đây là một cái sự ganh tị về vấn đề này cho nên ông đã nhắm đến những cái vấn đề này mà ông đấu tố những con người trong thuyền Am một điều vô lý hết sức đến hài hước đó lại được những giám định viên của Sở Thông tin Truyền thông và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của tỉnh Long An đồng tình và thông qua các kết luận giám định và copy y chang một nội dung tố cáo của ông Trần Ngọc Thảo để gắn vào trong bản kết luận của mình là chính xác đến từng từ, từng phút, từng giây và các cơ quan tố tụng đã lấy đó làm căn cứ để kết cho những người trong thiền am này với mức án là 23 năm 6 tháng tù, chưa tính một bị can. Thứ bảy là đang trị bệnh ung thư giai đoạn cuối, đang chờ thi hành án trong phiên sắp tới. Đó là một nội dung liên quan đến một trong năm các đoạn video clip được cho là giám định để làm chứng cứ tố cáo những người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Được cáo buộc là tác nhân dẫn đến các hành vi vi phạm vào điều 331 của nhóm người ở Thiền Am Với lý do là xúc phạm đến ông Phật. À, thưa quý vị và các bạn, à, một cái cáo buộc hết sức là vô lý nhưng ông thích cụ từ này lại đưa những cái dẫn chứng từ những cái câu chuyện qua những cái lời nói trong cái tiểu phẩm này à, ông lấy đó để làm một cái bằng chứng để kết tội họ một cách rất là vô cớ và rất là khôi hài thưa quý vị và các bạn nhưng những cái lời nói qua cái bản cáo trạng đó được giám định viên giám định cho đó là thực tế và những um, những điều mà ông từ tố cáo là chính xác à, thực ra thì chúng ta cũng đã thấy rằng một cái bản uh, cáo trạng và một cái uh, kết quả cho cái phiên xét xử rất là là khôi hài và rất là là phi lý khi được kết tội những người trong thiền am này bằng những tiểu phẩm hài bằng những tác phẩm nghệ thuật họ tạo ra để um, giáo dạy à, để truyền đạt những cái thông tin những lời hay ý đẹp để giúp cho con người có thể học hỏi và có thể để tạo ra đó là một cái tác phẩm nghệ thuật để đời để giải trí trong những lúc mà buồn vui lao động mệt nhọc của con người. Thưa quý vị và các bạn. À, chúng ta hãy xem lại tất cả những vấn đề liên quan đến à, trong cái bản cáo trạng mà ông Thích Nhật Từ này đã à, lưu lại à, để lượt trích lại qua năm cái đoạn video à, trong các cái kênh mà được cho rằng cụ Lê Tùng Văn này là người đạo diễn là người chủ mưu trong cái việc mà vi phạm pháp luật ở điều 331 về tội lạm dụng quyền tự do dân chủ. Thưa quý vị và các bạn. Và đây là bản lược trích về bản kết luận giám định vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 vừa qua của Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch của tỉnh Long An. À ngày đăng là ngày 2 tháng 7 năm 2019, thời lượng là 18 phút 41 giây vào ngày 2 tháng 7 năm 2019 là nội dung đoạn video có tổng số lượt xem là 452.313 lượt xem và 1.500 lượt bình luận. Ở đoạn phút thứ 0 giờ à, 2 phút 27 giây cho đến đoạn 0 giờ 2 phút 42 giây có nội dung là mạo danh Đức Phật xúc phạm Phật giáo. À, ông Lê Tùng Văn đã mặc áo hậu vàng và ngồi trước bàn thờ và lư hương để cho bà Cao Thị Cúc và bà Lê Thu Vân thắp nhang lại xưng danh là với cái câu kinh đọc là Nam Mô Bổn Sư Tích Ca mâu Ni Phật Kính lại Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ Giải Thoát Hiện Sinh Truyền Đạo Hồng Hạc Văn Du à, Đó là cái câu mà những người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã niệm và đã lại à, cụ Lê Tùng Vân mà được cho rằng đó là cụ từ đã lấy cái vấn đề này cho rằng những người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã xúc phạm đến Phật pháp khi cụ Lê Tùng Vân là mặc áo pháp phục và để những người này lại sống mình. À, đây là một cái 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 bản kết luận à, một cái cáo trạng để tố cáo những người trong tỉnh Thất này là xúc phạm đến Phật pháp một cách hết sức là vô lý và và khó hiểu. À, ở đoạn phút thứ um, 0 giờ 6 phút uh, 6 giây và cho đến đoạn phút thứ uh, 0 giờ 6 phút 13 giây với nội dung là mạo mà, màu xưng Đức Phật. À, kính lại Đức thầy bổn sư giáo chủ giải thoát hiền sinh truyền đạo Hồng Học Văn Du. Ở đoạn thứ phút thứ 0 giờ 10 phút 4 giây và 0 giờ 10 phút 6 giây mạo danh đây là thiền viện À, tất cả những cái nội dung được trích lược qua à, cái văn bản à, tố cáo của ông Thích Nhật Từ là như vậy. Về bài viết được tung trên mạng xã hội Facebook với tiêu đề là Phật di Lặc hạ thế được đăng vào ngày 14 tháng 11 năm 2021 trên Facebook của Nhị Nguyên có 958 lượt bình luận và 107 lượt chia sẻ. Và Facebook năm chú tiểu thuyền An bên bờ vũ trụ có 869 lượt bình luận và 35 lượt chia sẻ về nội dung bịa đặt thông tin là hoa ưu đàm nở ở thiền am bên bờ vũ trụ, đặc biệt là ở thiền am bên bờ vũ trụ hoa ưu đàm đã nở trên 1.000 cây là nơi hoa ưu đàm mọc nhiều nhất từ trước tới nay. Đó một cái câu dẫn dụ, một cái um, cái câu nói thực tế, một cái bài chia sẻ thực tế của người ta như vậy mà đã được uh, bị cụ từ nơi trích lược ra là tố cáo cho rằng là bịa đặt là qua ưu đàm không có thật trên trên đời thật này. Và đã bị cáo buộc là xuyên tạc và bịa đặt thông tin. À, về việc xúc phạm uy tín cơ quan báo chí và nhà nước và các tổ chức Phật giáo với đoạn video như trong phim hài chiếu rạp mùa dịch năm 2021 với đề tài là vùng đất quyền bí của năm chú tiểu trong kênh thách Thức Danh Hài. À, vào ngày đăng là ngày 22 tháng 8 năm 2021 với thời lượng là 1 giờ 18 phút 21 giây. À, nội dung và đoạn video này có 919.206 lượt xem và nội dung đã tắt bình luận. Ở đoạn 0 giờ 50 phút 50 giây cho đến đoạn 0 giờ 51 phút 12 giây à, có trích đoạn là nêu đích danh tên cơ quan báo chí cụ thể thì đây là hành vi xúc phạm đến uy tín cơ quan báo chí của nhà nước với nội dung rằng Ủa ngày ngày đây là báo gì vậy hay ra báo ba cái báo nói láo ăn tiền hại người ta hơi đau mà đọc các bạn thấy không những cái câu trích đoạn người ta tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật người ta đưa những cái cái lời biện lời bình đó vào trong cái, cái, cái tác phẩm nghệ thuật này mà đã bị ông à, lấy đó cho rằng là đã quy kết họ là họ xúc phạm đến, đến báo chí trong khi đó là một cái câu dẫn dụ của một tác phẩm nghệ thuật người ta trích đoạn ra à, qua một cái lời bình lời thoại như vậy nếu nói như vậy thì những cái tác phẩm nghệ thuật những bộ phim những vở kịch vở hài những câu chuyện người ta dàn dần ra người ta viết nên một cái kịch bản để để được lượt trích để đọc lại và để nêu lại những cái quan điểm đời thực và những sự việc có thực như vậy thì tất cả những vấn đề đó là người ta đã vi phạm người ta đã xúc phạm hết cho sao nói như ông thì tất cả những những tác phẩm nghệ thuật như vậy thì những người mà đứng ra tạo ra cái kịch bản cái nội dung đó là người ta vi phạm pháp luật hết cho sao thấy không hết sức là một cái cáo buộc rất là vô lý trong khi là những người này họ tạo ra cái nội dung một cái kịch bản có những cái câu để đối thoại, những cái câu để nói đó nhằm à, để lưu lại, để mang cái tính răng đa, tính giáo dục, mang cái tính thời sự xã hội thực tế. Cho nên không thể lấy đó mà cách tội cho họ được hết sức là là vô lý. Và ở đoạn 0 giờ 53 phút 10 giây cho đến đoạn 0 giờ 53 phút 40 giây xúc phạm đến Phật giáo với nội dung là vậy nay ngài lên đây có chuyện gì tính lên đây mua đất hả có mang theo tiền không ở trên này một mẫu đất uh, niết bàn là cả ngàn tỷ hả Ý là chưa có vô trong trung tâm đó nghe ở trong đó thì nói tỷ tỷ mới mua nổi à, một cái câu nói người ta dẫn dụ cho một cái chương trình một tiểu phẩm nghệ thuật như vậy à để để giáo dục để thể hiện lại tất cả những cái cuộc sống đời thực để diễn giải lại nhưng mà ông lại lấy đó làm cái cái cách cho một bản cáo trạng để tố cáo con người ta và ở đoạn thứ 1 giờ 2 phút 40 giây cho đến đoạn 1 giờ 2 phút 14 giây về xuyên tạc giáo lý và nhân quả của Phật giáo có nội dung là đạo Phật chỉ khuyên người ta là đừng làm ác và nếu người ta làm ác thì không có cái luật nào để trị tội người làm ác đó đây là một cái câu nói nhằm mang tính giáo dục à, tuyên truyền cho con người là đừng nên làm điều ác và hướng thiện lánh dữ à, trong cái cái, cái cái câu nói này thì à, cụ ông cũng đã giáo dục và răng dạy những trẻ em ở thiền am rồi trong cái giáo lý của Phật pháp cũng cũng có những cái cái nội dung này để khuyên con người là làm lành lánh giữ hướng con người đến cái thự thánh Thiện trong sáng và thanh cao có nghĩa là giáo dục người ta là khuyên người ta là đừng trong đạo Phật chỉ khuyên người ta là đừng nên làm ác và nếu người ta làm ác thì không có cái luật nào để trị tội người làm ác đó đâu Đó là một cái câu đó là một cái bài học, một cái câu nói nhằm mang tính giáo dục à, răng dạy con người, thì làm sao ông lấy đó để ông cho rằng họ xuyên tạc giáo lý của Phật giáo được một cái 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 tội một cái quy kết rất là vô lý phải không các bạn. Ở đoạn 1 giờ 2 phút 40 giây và 1 giờ 2 phút 49 giây à, có nội dung xúc phạm đến mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp với nội dung là trong tâm của hai ngài đừng suy nghĩ đây là tôn giáo, đây là luật pháp bỏ cái tôn giáo bỏ cái luật pháp qua một bên đi không là một cái câu dẫn dụ trong một tiểu phẩm hài họ nêu lên cái quan điểm giữa đời thực như vậy thì làm sao lấy đó mà để kết tội cho họ được hết sức là vô lý cho ông ông thích cụ từ này về vấn đề mà tập thể giám định tư pháp về sở văn hóa thông tin và du lịch thể thao của tỉnh Long An đã kết luận là đo đoạn video clip trên và một bài viết trên mạng xã hội Facebook được yêu cầu giám định là có nội dung xúc phạm đến uy tín cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, xúc phạm đến Phật giáo và mạo danh Đức Phật, mạo danh. Đây là thuyền viện và xuyên tạc giáo lý nhân quả của Phật pháp và xúi dục nhiều người không tuân theo pháp luật. Các bạn thấy hết sức à, phi lý cho những cái dẫn dụ à, qua cái à, trích đoạn từ cái cái à, bản cáo trạng và cái đơn tố cáo của ông Thích Cụ Từ này đối với những người trong Thiền Am. Ông lấy một trong năm đoạn video được cho là giám định để làm bằng chứng. Thì những đoạn video này là những tiểu phẩm hài, những tác phẩm nghệ thuật mà những người trong Thiền Am này tạo ra để đăng tải lên nhằm tính cách là giáo dục, à, nhằm tính cách là giải trí cho người đời. Với những cái nội dung như vậy thì không thể lấy đó làm là cái đề tài để tố cáo họ được nếu như nói vậy thì tất cả các kịch bản những nhà đạo diễn những nhà làm phim những nhà viết kịch những nhà viết văn họ viết ra những cái cốt truyện những cái câu chuyện và qua những cái lời đàm thoại thực tế trong cuộc sống thì họ vi phạm pháp luật hay sao nói như vậy thì cái nền văn hóa cái nền giáo dục của người Việt Nam bây giờ không có những cái cái dẫn dụ những cái dẫn chứng như vậy để, để giáo dục con người hay sao, để răng dạy con người hay sao. Những tác phẩm, những cái lời nói, những ngôn từ trong những tiểu phẩm nghệ thuật đó là một cái tính giáo dục, răng dạy cho con người, là một bài học mà làm sao lấy những cái câu nói đó để kết tội cho họ được. Hết sức là vô lý phải không các bạn? Cho nên à, qua cái vấn đề này, chúng ta cũng đã thấy rõ được cái sự sân si, sân hận của ông Thích cụ Từ kia ở một cái góc độ mà chúng ta có thể khái niệm về cái tư tưởng Phật pháp của ông là ông tu không đúng đạo không đúng nghĩa, ông đi sai cái con đường mà được cho là chân tu như thế này. Một vị với cái chức sắc chức sắc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam to lớn như ông, à, bằng cấp như ông, nhiều như ông như vậy, nhưng cái sự sân hận của ông quá lớn. Ông chưa gọi bỏ được trần tục, ông chưa rũ bỏ được tất cả những cái phàm tục trong trong trần đời này thì làm sao mà ông đi đúng vào cái con đường chân tu mà ông đến cửa Phật mà để ông ông niệm Phật, ông đọc kinh rồi ông thuyết pháp cho cho chúng sanh cho Phật tử cho các đệ tử ông nghe được. Các bạn thấy không rất là là khó hiểu khi một cái quy cách của một người được cho là đi theo con đường chân tu à, để tôn thờ cái tín ngưỡng của phật pháp để viết nên những cái giáo lý phật pháp để răng dạy chúng sinh nhưng ông lại với những cái bản chất với cái sự tham lam à, sự hàng học của ông ganh gác của ông ganh tỵ của ông như vậy thì làm sao mà ông xứng đáng được với cái nhân cách của ông như vậy cái phẩm hạnh của ông về về Phật pháp ông không có, nhân cách về đạo đức, về Phật pháp của ông không có thì làm sao mà mà mà, mà ông xứng đáng? Bởi vậy mà làm sao ông ông đã như vậy rồi. À, với những cái cáo buộc những cái tố cáo vô can vô cớ mang cái tính chất là sân si sân hận của ông như vậy thì làm sao xứng đáng được? Trong cái giáo lý Phật pháp răng dạy cho con người là hướng con người phải làm lành lánh dữ, hướng cho con người phải thánh thiền thanh cao phải rũ bỏ phàm tục à, không sân si không tham danh lợi không đua đòi bông chen à, chỉ hướng đến cửa Phật là hướng đến đức tin của Phật pháp là tôn thờ là à, kính ngưỡng chứ không phải như ông đến đó để 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 sân si để soi mói để coi mà ai mà hơn mình nữa thì ông tìm cách ông hãm hại bởi vì cái quyền uy của ông trong giáo hội Phật giáo Việt Nam quá lớn chức sắc của ông trong giáo hội việt nam, phật giáo quá lớn à, ông muốn thâu tóm cái quyền lực của ông ông thể hiện cái cái đẳng cấp cái vị thế của ông trong giáo hội phật giáo việt nam cho nên ông muốn triệt hạ đồng đạo của ông kể cả các cái đồng đạo như uh, phật giáo hòa hảo ông cũng tìm cách soi mói à, rất nhiều rất nhiều và những cái câu chuyện liên quan đến ông thích cụ từ thì chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều cái chuyện mà đến bây giờ khi lòi ra cái sự thật này chim nghiệm là những lời nói, những bài thuyết trình của ông chúng ta cảm thấy là rất là là không xứng đáng một vị gọi là chăn tu như vậy. Thưa quý vị và các bạn, những lời cáo buộc của ông từ đối với ông Lê Tùng Vân rất là là khó hiểu, nhưng ông lại lấy đó làm cái lời cáo buộc để rồi cuối cùng kết tội những con người trong thiền am với một cái mức án mà tòa án huyện Long An đã Cách một bản án rất là vô lý nữa với cái cáo buộc vô lý của ông từ rồi nhưng khi đưa ra phán quyết xét xử một cái bản án Cách tội cho họ một cái mức án cũng hết sức vô lý cho cụ ông 90 tuổi được cho là đứng đầu của tổ chức lợi dụng quyền tự do dân chủ khi cụ thì không rành công nghệ thông tin không biết máy tính không rành về điện thoại thông minh mà được cho cái tội là người đứng đầu chủ mưu À, bên cạnh đó là cô cao thị cúc một bản án rất là khôi hài rất là khó hiểu thưa quý vị và các bạn và đó cũng là tất cả nội dung thông tin liên quan đến những vấn đề khúc mắc quanh câu chuyện tình thất bồng lai mà chúng ta cần phải cập nhật bàn cãi rất nhiều những vấn đề mà cần phải giải thoát giải tỏa những cái nỗi oan ức cho những người trong tình thất bồng lai và chúng ta vẫn chờ mong cái kết quả của sự phán xét sau cùng của tòa án quyền Đức Hòa và mong rằng những tín hiệu tốt sẽ đến với Thiền Am và mong rằng Thiền Am phải vượt qua được cái hoạn nạn này để khôi phục để trở lại cuộc sống bình thường mong rằng những người yêu thương Thiền Am luôn hết lòng bảo vệ Thiền Am để bảo vệ cái chân lý bảo vệ cái lẽ cái phải cái đức tin ở Phật Pháp À, cái niềm tin mà những người trong thiền am đã đặt niềm tin, à, cái sự thanh cao thánh thiện của đức phật đã giáo dạy cho con người chúng ta thưa quý vị và các bạn đến đây thì mình xin kết thúc đoạn video này xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi và xem đoạn video của mình. Mến chúc quý vị và các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ. À.